thấy sự kiện của các nghệ sĩ rồi, thì trong đó là các bé cổ vũ và yêu thích nghệ sĩ nào nhất? Con gì hơn? Sao? Cô cung te nha, không phải lộn rồi. Đó là cung te. Còn hai nữa? Ai cũng dễ thương. Ai cũng dễ thương à? Đoạn này cũng dễ thương hết trơn. Từ từ về gì? Nó sáng con thì con cho tao nghỉ học rồi. Ừ, đúng rồi. Nghỉ học luôn. Nghỉ học coi. Đang vui bắt đi về học bài. Tấm rồi à? Diễn hết diễn hết một tấm hai nha. Luôn á chị, một tấm cũng về luôn á. Rồi em tên gì? Dạ Dương Trọng Phúc. Dương Trọng Phúc em tên gì? Dạ, em là Hành Nhất. Em cảm thấy game có khó không? Dạ. Rất là dễ. Vậy em nghĩ là nếu mà dễ thì em nghĩ là em chơi em sẽ được bao nhiêu triệu? Vậy là đi em. Ủa mà có bị cưỡng nữa rồi. Em nghĩ là giống chú Du Hà 30 triệu. À 30 triệu nghĩa là nó chưa kịp nhảy số luôn. Là em chơi thắng luôn rồi đúng không? Biết nấu bún riêu cua không? Dạ biết xương xương. Biết xương xương mà là 30 triệu. Em hát game. À hát game nghĩa là vừa nói ừ bắt đầu game là có người đem tô bún riêu cua. Dạ đúng rồi vậy. Em kêu đầu hẻm vô rồi. Xong rồi nó vậy. À ok. Rồi hỏi bạn nữ đi. Bạn nữ làm sao đi? Cho né lại cho bạn có spotlight nè. Em biết nấu bún riêu cua không? Thôi thôi. Rồi em nghĩ là game có khó không? Dạ không. Vậy nếu mà chơi, em cho em chọn một trong ba game là em sẽ chơi game nào giỏi nhất? Chơi cái trang điểm của chú Hà. À chơi trang điểm của chú Hà. Game em không khó mà em chọn cái dễ nhất. Có.